Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm cái món da u bông đậu biếc. Thì đây là đậu biếc mình hái ở ngoài vườn, mình đã làm ra rồi. Đã nấu ra cái màu đậu biếc nè. Hay ủ da ua nè các bạn. Da ua hay còn gọi là sữa chua, có đường các bạn. Và một hộp sữa đặc, sữa ngôi sao hay sữa gì cũng được, nhà nghèo nên chỉ xài ngôi sao thôi. Một lít sữa tươi tiệt trùng không đường. Không đường thì mình phải bỏ thêm đường cho nó ngọt các bạn. Cái này làm cho trẻ con ăn. Bây giờ là mình đổ sữa đặc ra các bạn. Mình đổ sữa đặc ra cái thau các bạn. Mình đổ hết cái hộp sữa đặc ra luôn. Sau đó mình đổ nước sôi vào các bạn. Tùy theo cái sở thích mình, thích ăn đặc hay lỏng. Mình ăn nhiều nước thì da ua nó không ngon mấy. Mình đổ nước sôi các bạn. Cái này mình đổ cỡ nửa lít nước sôi các bạn. Mình đổ sữa, mình đổ nước sôi vô, mình quậy cho nó tan đều các bạn. Sữa không đường nên mình cho một ít đường vào các bạn. Tùy theo cái sở thích mình thích ăn ngọt hay lạc các bạn. Các bạn muốn ăn lỏng thì cho thêm ít nước vào. Mình thì mình thích ăn đặc, ngon, nguyên chất vậy đó. Nhớ là nước sôi nha các bạn, nước sôi thiệt là sôi nóng nha. Và đến bây giờ mình cho tiếp cái sữa tươi vào. Mình đổ hết phần sữa tươi vào luôn. Nước các bạn nấu là phải thật sôi nóng để mình pha sữa chứ không phải là nước nguội các bạn nhé. Nhớ là nước sôi. Mình cho hết phần sữa này vào. Và sau đó mình cho luôn cái da ua vào. Mình đổ cái sữa chua hay còn gọi da ua hay sữa chua gì đó cũng được. Mình đổ hết hai hộp vào luôn, hai hũ vào luôn. Đổ hết hai hũ vào. Sau đó mình quậy đều các bạn. Mình quậy cho tan đường á, với lại cho nó đều. Và cuối cùng mình cho cái bông đậu biếc này vào các bạn. Hôm nay mình không có làm da ua trắng, mình làm toàn bộ là da ua bông đậu biếc. Đậu biếc này mình cũng đã nấu sôi chín rồi. Bây giờ mình cho hết cái đậu biếc này vào trong cái thau này luôn các bạn. Cho hết đậu biếc vào. Đậu biếc nhà cũng đã nấu xong rồi, được một cái thau rất là màu rất là đẹp rồi. Không còn là màu trắng nữa. Bây giờ mình quậy cho nó đều. Bây giờ mình quậy đều rồi. Bây giờ không còn là màu trắng nữa mà ra màu màu tím tím à, xanh xanh tím tím à. Là mình đóng vào bịch thôi. Đóng vào bịch rồi mình ủ. Tiếp theo là mình đóng vào bịch các bạn. Và sau đó mình đổ vô cái ca. Nó có cái miệng như thế này là mình đổ vô cái bịch này các bạn. Các bạn không không có làm bằng bịch thì các bạn làm bằng cái hũ á, nó dễ hơn. Mình trút vô cái bịch này rồi mình cột lại thôi các bạn. Bạn nào mà không có muốn muốn hợp vệ sinh hơn nữa thì mình đi mua cái hũ ở ngoài chợ người ta bán để đựng da ua. Nhà mình nghèo nên là mình đựng vô bịch, hay nói đúng hơn là đang có sẵn bịch đó các bạn. Các bạn múc vô cái ca rồi các bạn chắc, cứ chắc cho đến khi nào hết thì thôi. Mình vô bịch như thế này nè các bạn, vô cho đến khi nào hết thì thôi. Mình đã vô bịch được 5 bịch rồi các bạn. Các bạn đừng rời màn hình nha. Mình vô cái da ua này xong hết rồi cái mình đi ủ. Người ta làm da ua là người ta làm cái bịch nhỏ hơn á các bạn. Người ta làm người ta bán cái bịch nhỏ hơn, nó dài để nó đẹp. Còn nhà mình nó mua cái bịch chợ bá à. Rồi cái để vậy làm luôn. Một cái bịch đầy á thì ăn không hết, nên là làm có nửa bịch, cứ nửa bịch. Nhưng mà thôi, ở nhà ăn không có hóa chất, không có bột, không có pha thêm, không có quậy bột, rất là ngon. Đó, đã làm ra được quá trời rồi nè các bạn. Các bạn đừng có rời màn hình, để chút nữa coi mình cái công thức mình ủ các bạn. Wow, mình đã làm xong cái da ua hết rồi nè các bạn ơi. Được 70 bịch không? Có 70 bịch. Đó, hồi nãy nhiêu đó nguyên liệu mình làm được 70 bịch da ua nè. Bây giờ thì mình đi ủ cái da ua các bạn. Quá trời ngon luôn nè các bạn ơi, được 70 bịch da ua rồi. Bây giờ mình lấy cái son, mình đổ nước ấm vô mà mình đi ủ các bạn, đừng có rời màn hình. Mình lấy một cái son như thế này, mình đổ nước ấm vô, mình đi ủ nè các bạn.
Đây, nước này là nước ấm các bạn. Nước ấm khoảng 50 độ các bạn. Nước ở bên kia nữa. Nước bình thủy các bạn. Mình phải ủ cái nồi to mới hết các bạn ơi, nhiều quá. Giờ thì mình chắc cái da ua đã làm xong vô trong nồi để mình ủ các bạn. Wow, mình đã xếp xong trong cái nồi rồi các bạn. Hai nồi luôn á các bạn, hai nồi mới hết. Bây giờ cái nước này nước ấm mình xếp vô như vậy. Bây giờ mình kiếm cái nồi mình đậy lên các bạn. Bây giờ mình kiếm cái nắp mình đậy cái nồi này các bạn. Rồi cái nồi kia mình có nắp rồi kìa. Mình được hai nồi luôn á các bạn. Bây giờ mình lấy cái nắp vung mình đậy lại, vậy là xong. Rồi nồi kia cũng y như vậy, tương tự vậy. Và mình ủ trong vòng 6 tiếng, 6 đến 8 tiếng. Bạn nào thích ăn chua hơn thì ủ 8 tiếng. Còn bạn, dẻo là 6 tiếng. Còn bạn nào mà thích ăn không có chua mấy thì 6 tiếng. Sau khi mà ủ 6 tiếng rồi các bạn lấy bỏ vào tủ đông là ăn thôi. Cái này là hoàn thành rồi các bạn. Như vậy là sau khi mình ủ như vậy đến đủ thời gian 6 tiếng là nó không chua lắm, còn 8 tiếng thì nó chua nhiều hơn. Bạn nào thích ăn chua là ủ 8 tiếng. Sau khi đủ thời gian 8 tiếng thì các bạn lấy ra các bạn bỏ vào trong tủ đông là ăn thôi. Vậy là mình dứt clip ở đây các bạn. Cái cách là làm da ua là rất là đơn giản, dễ làm. Thì bỏ ra một chút xíu là thời gian là làm được một cái da ua nhà làm để ăn nên không cần phải đẹp. Chất lượng thôi, không cần đẹp. Cái này mình lấy cái nắp vung mình đậy. Không có, mình đậy cái thau này lên vậy cũng được các bạn. Đơn giản vậy thôi. Và cuối cùng mình dứt cái video ở đây. Các bạn nhớ bấm chuông đăng ký, like, share, chia sẻ để nhận video tiếp theo hay và hoàn hảo hơn các bạn. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký kênh để mà nhận những cái video chia sẻ về cái ẩm thực, thức ăn chay ngon hơn nữa các bạn. Mình dứt clip ở đây, chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên gia đình và người thân.